vào lúc 9 giờ ngày 21 tháng 3 năm 2017 tại cổng thông tin điện tử Chính phủ. Một chương trình đối thoại ý nghĩa giữa Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với các bạn đoàn viên thanh niên. Những câu hỏi hay, những chia sẻ gần gũi về mọi vấn đề. Cuộc đối thoại với đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn sẽ được truyền hình trực tiếp trên cổng thông tin điện tử Chính phủ, kênh truyền hình Quốc hội, kênh VTC1, đài truyền hình kỹ thuật số VTC, phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, đài tiếng nói Việt Nam, tường thuật trực tuyến trên báo Tiền Phong, Thanh niên, website Trung ương Đoàn. Để tham gia đối thoại trực tiếp với đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, các bạn đoàn viên thanh niên hãy gửi câu hỏi đến địa chỉ email doithoai@chinhphu.vn hoặc gọi điện trực tiếp đến đường dây nóng của chương trình theo số 080 48 113. Hãy đến với chương trình đối thoại đặc biệt này. Hãy thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của thanh niên Việt Nam.